Bài số 16 rồi tiếp này. My pets. My pets có nghĩa là gì? Những con thú cưng của tớ. À thế ở nhà con có thú cưng không? Con thú cưng là những con gì nhỉ? À thú cưng là ví dụ con chó này, con mèo này đúng không? Hay là con vẹt này đúng không? Hay con chim này. Đó, đấy là những con thú cưng, những cái con thú cưng mà mình nuôi trong nhà ấy thì gọi chung chung nó là gì? Nó là thú cưng phải không con? Ừ, cô Violet yêu con. Nào, my pets. Cái âm p là cái âm mình phải bật ra. Nhìn cho cô Violet này, âm này là âm gì? Âm p, p, p. Âm p là cái âm mà chúng ta phải bậm môi và sau chúng ta bật hơi ra. Nhìn cô Violet nha, nhìn cô Violet này. Nào. Đó, nào bây giờ nhá, con để tay ở giữa, con để tay ở trước miệng con đi. Con bật cho cô Violet này. Đó, con thấy một luồng hơi ấm nó bật vào lòng bàn tay con ấy thì đó là con phát âm chuẩn rồi đó. Ok. À ở cô Violet yêu con nào. My m m phát giống âm m của tiếng Việt nhưng nhanh gọn và dứt khoát. M m. Nào, a i i, a i i, m i, my, my là của tôi, của tớ đúng không? Rồi, pets, 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 pets. Ok, phải bật âm p để cho cô Violet nhá. Ừ ừ, cô Violet yêu con. Nào, unit 16, my pets. Ok? Ok, thế thì mấy hôm nữa mà lên trên lớp mà thầy cô bảo là bạn nào đọc được cho cô hay cho thầy cái tiêu đề này con có giơ tay lên không? À con có cho chay lát, trời ơi thế thì cô tự hào luôn chứ.